tin hình công mission Phú Cường mừng Hồng Ân 70 năm Lê Do hiện diện tại Việt Nam mừng năm thánh kỷ niệm 30 năm tuyên phong hiển thánh các thánh tử đạo Việt Nam Hồng Ân 70 năm Lê Do hiện diện tại Việt Nam ngày 14 tháng 8 năm 2018 tại nhà thờ chính tòa Phú Cường hơn 700 anh chị em hội viên Lê Do cùng với cha đặc trách tổ chức buổi tập huấn thường niên và dâng thánh lễ tạ ơn. Đúng 8 giờ anh chị em quay quần bên thánh tượng mẹ dâng lên mẹ lời kinh mân coi với năm sự vui xin mẹ chuyển lời tạ ơn của mọi thành viên lên thiên chúa xin chúa thương chấp nhận anh trưởng martino nguyễn anh tuấn có lời chào mừng đến toàn thể hội viên và giới thiệu cha linh giám phêrô trương huy hoàng trong buổi tập huấn này cha phêrô chia sẻ về hồng ân tự đạo của các thánh tự đạo việt nam sau 40 phút chia sẻ của cha phê Rô, được các anh chị em hội viên lắng nghe và tỏ ra thích thú với lối diễn đạt hùng hồn, nói lên đó là sự thật. Cha cho biết những kinh nghiệm sống hy sinh của cha đã được Thiên Chúa đụng chạm, giúp cha vượt qua thử thách về đức tin cùng nhiều sự việc khác. Thánh lễ tạ ơn mừng kính các thánh tự đạo do cha phê Rô chủ tế. Hiệp dân có cha anh Tôn Hà Văn Minh, chánh sứ chánh tòa, cha do anh Bautista Nguyễn Minh Hùng, phó đặc trách Lê Dô và cha Đa Minh Đỗ Bùi Quốc Thuấn, đặc trách Lê Dô Củ Chi. Bài giảng trong thánh lễ, cha Do đã nói về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu và các môn đệ của người đã bị bắt hại thế nào. Các thánh tự đạo nói chung và các thánh tự đạo Việt Nam đã chịu nhiều rao đòn đến khủng khiếp, những gông cùm, những xuất sắc còn lưu giữ đến ngày nay hình ảnh những thân mình ốm yếu do bị bỏ đói, bị bỏ khát vẫn hiên ngang tiến ra Pháp trường, thương thay các thánh tự đạo Việt Nam. Thánh lễ kết thúc sau phép làng bình an, các hội viên nhỏ tuổi đã mừng kính các thánh bằng một bài hát múa với nhiều giai điệu đẹp.